anh chị và các bạn, mình đang ngồi ráp Lego nè. Đó, hôm nay là mình được nghỉ nên là mình cũng có hai cái bộ sticker mới rất là đẹp, nên mình sẽ quay cho các bạn nha. Hôm nay mình sẽ ráp Lego tiếp. Mình đang ráp trên tay rất là nhiều luôn, mình mới ráp cái xe này xong. Đó, mình đang ráp lại sân bay nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào thôi. Đầu tiên, bước 1, mình sẽ mở sticker ra. Cái này khó mở lắm ta. Tại vì cái chỗ mở nhỏ quá. À. Đây là bộ thứ nhất. Để rác vào thùng rác. Đây là bước thứ hai. Tương tự với bộ thứ hai mình cũng làm như vậy. Rồi. Bước thứ ba là mình sẽ mở tập ra. Đó, tập trước này các bạn nhớ coi nha, các tiên bướm. Bước thứ tư, nhìn vào con người. Dán. Đó, mình sẽ cho các bạn này đi dạ hội, đi ra đi ăn đám cưới, thay mặc đồ dạ hội. Bước theo là mình sẽ đặt tên. Bạn này tên là Anna, bạn này Elsa, bạn này Luna. Đó, đây là phần của Khánh Linh đặt. Mình sẽ xử cái bộ này trước ha. Đầu tiên, thằng này tên gì? Anna. Mình cho bạn Anna mặc cái này. Bạn này Elsa. Mình thấy vậy nó hơi bị chọc gì đó tức. Mình thấy xa ra. À, mình thấy bạn Luna hợp với lại cái bộ đầu mình nè, bạn thấy có cái đuôi mình xanh. Còn bạn này Elsa đúng không? Đúng rồi. Mặt cái này thôi, bộ này ngắn quá, để qua đây. Mày đẹp cái này đi. Bạn này là ở nhà, căn nhà. Rồi, hôm nay mình sẽ dán những bộ đồ dư. Mình thấy bạn này ngắn quá, thì nghĩ bộ đồ dài hơn. Thôi cho bạn này đồ nhật đi. Đây, các bạn nhật rất là đẹp. Kimono. Bạn này là đặc biệt, bên này rất đẹp phụ. Bạn này sẽ bạn đúng đúng. À không, bạn này là Elsa. Bạn này dễ thương nè các bạn. Hai bạn Kimono và Ashinamoto. Sao mình ngắn quá ta? Tụi chặt luôn nha các bạn. Đây là Kimono, đây là Ashinamoto. Không được rồi, hai bộ này hơi giống nhau. Mình sẽ đeo bộ chân. Bộ này để đây chân. Bộ này cái bạn này làm thi thú mặt trăng. Ở đây, bạn này tên là này là Buka. Đó, đây là một cặp nha. Đây là một cặp. Là những áo dư, áo màu hồng nè. Áo này chữ nhật nè, lại là cái chữ nhật nè, chứ là cái này cũng hợp. Đây là đồ của bạn. Ok. Xanh váy màu đỏ. À, bộ này mình thấy dễ thương nè. Cô bạn Luca. Luca luôn. Cài tóc nữa nha. Nè, mình nghĩ có một cái này nó sẽ dễ thương. À, bạn thấy bên này. Cái này nè. Cho bạn này Kimono. Cầm cái kiểu ăn bạn này để ướp xà dưới. Đó, mặt bạn ngắn nó mang dưới dài.
xanh điệu. Hết rồi ư? Mời đây mình lấy cài tóc. Để những phụ kiện. Các bạn này có thể thay cài được nha. Nữa. Đây là đồ đo nhiệt độ. Chắc là bên Nhật lạnh quá nên là các bạn đo nhiệt độ. Đây, viên thuốc. Viên thuốc. Bên Nhật thời tiết đang mưa nên mình phải có dù. Đây là mã dự báo thời tiết. Mình chúng ta sẽ bao bên này. Biết rô đã hát trong mùa Nhật cho nó vui. Cây phép thuật cho giảm lạnh. Gương soi mặt coi có bị sưng không khi mùa lạnh. Ăn ớt nhiều để đỡ lạnh. Mua sắm cho đỡ lạnh. Anh Mao. Dù. Cái gì đây? Tiên cho canh. Áo lông cù. Nè đây là để che. Cù này nó bị biến nhẹ. Đây, hoa anh đào. Đây, hoa anh đào nữa. Ví tiền. Váy. Trời này không có mặc váy nhiều nên váy sẽ để ở dưới. Đầm, ngắn quá. Để qua mùa lạnh rồi mặc. Áo này đi chung. Váy này cũng đi chung với cái này. Mùa này nữa. Cài tóc nhiều dữ. À, viên thuốc nữa nè. Cái nón để ra ngoài đầu. À, cái đầu đá này. Bánh bao. Nè, bánh bao. Còn cái này là viên thuốc. Đây là cành hoa. Rồi, mình nó xong. Đó, mình sẽ lật bảy cho bạn xem nha. Đây là tác phẩm nghệ thuật. Tác phẩm nghệ thuật sao? Đây là đầm giả họ có màu hồng. Đây bạn này có cầm viên kẹo, nón và đồ tin. Còn đây là bạn này cũng đi giả họ mặc một cái đầm màu xanh. Bạn này là mặc đồ thủy thủ mặt trăng, mang một cái vớ dài của nhà Noel tặng. Bạn này mặc áo tay dài và có ba cục trên đầu, ba hoa. Hoa không đẹp, ba bông hoa. Ba bông hoa. May là bạn Buka có một bộ kimono và rất là nhiều những bộ đẹp. Cái tiên, cài, rồi hoa anh đào, váy đầm. Và đây là tủ đồ của bạn ấy. Rất là nhiều cài, dụ, đồ dùng cho mùa đông. Mình đã hết hai bộ sticker rồi. Sao nhanh thế nhỉ? Thật là nhanh quá đi các bạn. Rồi, đây là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích thì hãy cho một cái like, share và nhớ đăng ký lên kênh Bảo Minh Channel nhé. Các bạn gặp lại. Bye bye. Nhớ đi rất phụ em.